Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3311 chúc mừng bác sĩ Đường Sắc mặt tướng quân phong vô cùng âm trầm, ông ta hận không thể tiến hành siêu hồn viên lâu lan ngay tại chỗ Nhưng ông ta cũng biết nếu viên lâu lan dám làm như vậy, chắc chắn đã chuẩn bị đường lui Ông ta lạnh lùng nói, từ hôm nay trở đi, cô không còn là bác sĩ chỉ đạo của quân Diệt Ma, tất cả quyền lợi đều sẽ bị thu hồi Viên Lâu Lan khinh thường nói: "Phong Vô Tâm, ông cho rằng tôi hiếm sao?" Ngay cả cảnh giới thần quân tôi cũng có thể tạo thành, thì bất cứ lúc nào tôi cũng đều có thể chế tạo ra một nhóm quân diệt ma. Tên thật của tướng quân Phong lại là Phong Vô Tâm. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, top 10 thần quân bảng có vị Vô Tâm thần quân, không phải là tướng quân Phong chứ? Lời nói của Viên Lâu Lan khiến sắc mặt tướng quân Phong đột nhiên biến đổi, đây đích thật là một vấn đề rất lớn nhưng đúng lúc này đường tuấn cười nói về chuyện này tướng quân phong không cần lo lắng sở dĩ giang thành có thể bước vào cảnh giới thần quân một phần lớn đều là bởi vì tích lũy trong huấn luyện lúc trước mặt khác chính là bác sĩ viên giúp đỡ chỉ là phương thức này không nên tạo ra thần quân chỉ có cảnh giới mà không có thực lực tương ứng giang thành là một ví dụ anh sắc mặt viên lâu lan tái mét nhìn đường tuấn Hận ý trong ánh mắt gần như muốn hóa thành thực chất. Cuối cùng cũng một ngày, các người sẽ tới cầu xin tôi. Sau khi buông một câu ác độc xuống, Viên Lâu Lan rời đi, cô ta thật sự không có thể diện để tiếp tục ở lại. Chúc mừng bác sĩ Đường. Chúc mừng bác sĩ Đường. Giữa sân, vang lên những âm thanh như thủy triều. Sau khi chứng kiến y thuật của Đường Tuấn, quân diệt ma ở giữa sân chỉ có chờ mong Đường Tuấn trở thành bác sĩ chỉ đạo bọn họ không còn một tia bất mãn nào nữa. Mọi người tản đi. Tướng quân Phong cùng Cổ Linh Vương mời Đường Tuấn vào một gian đại sảnh. Tướng quân Phong sẽ từ trong tay Viên Lâu Lan lấy được ngọc giản giao cho Đường Tuấn, nói, "Trong này ghi lại y thuật của bác sĩ Tô. Chỉ là tôi không nghĩ tới Viên Lâu Lan lại lừa gạt, chỉ cho một bộ phận." Bác sĩ Đường cầm đi, có lẽ đối với cậu có ý nghĩa tham khảo. Nếu như là ghi chép y thuật hoàn chỉnh của Tô Không Du, tướng quân phong không thể dễ dàng giao cho đường Tuấn vừa gia nhập quân diệt ma như vậy, nhưng đây lại không trọn vẹn, tướng quân phong mới có thể tùy ý đưa ra như vậy. Nói là tham khảo, kỳ thật tướng quân phong hoàn toàn không cho rằng đường Tuấn có thể tham khảo ra thứ gì, dù sao cũng chỉ là không trọn vẹn, giá trị có hạn. Dùng một phần điển tịch y thuật không trọn vẹn lôi kéo đường Tuấn một chút, tướng quân phong cảm thấy rất đáng giá chương 3312 đây là lệnh bài của bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma. Đây là lệnh bài của bác sĩ chỉ đạo quân diệt ma. Từ hôm nay trở đi, cậu có thể trực tiếp quyết định phương hướng huấn luyện của quân diệt ma, địa vị tương đương với tôi và cổ linh vương. Tướng quân phong đưa một khối lệnh bài ra. Lệnh bài cổ xưa tang thương, đường tuấn hơi dùng sức, thế nhưng không cách nào làm tổn hại được lệnh bài, chất liệu hiển nhiên bất phàm. Tướng quân phong cười nhạt, nói chất liệu lệnh bài này đến từ chiến trường kỳ nguyên, cho dù là tôi và cổ linh vương cũng không thể tổn hại. Sau khi cậu luyện hóa lệnh bài, có thể hóa lệnh bài thành một kiện khải giáp, coi như là trí bảo hộ thân. Đường Tuấn theo lời luyện hóa lệnh bài, theo tâm niệm anh vừa động, lệnh bài hóa thành một kiện khải giáp màu đen bảo vệ toàn thân anh. Thoạt nhìn không khác gì áo giáp bình thường. Chiếc áo giáp này còn có thể ở phía trong thân thể từ bên ngoài nhìn vào không có bất kỳ điểm bất đồng nào. Có áo giáp này, hơn nữa thân thể đường tuấn, có thể nói trừ phi gặp phải loại biến thái như chu tước thần quân, nếu không cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Tướng quân phong, cổ linh vương cùng đường tuấn trò chuyện một hồi rồi kết thúc. Kỳ vọng của hai người bọn họ đối với đường tuấn rất lớn, ngoại trừ muốn giảm tỷ lệ tử vong trong huấn luyện ra, thậm chí còn đặt ra một mục tiêu nhỏ cho đường tuấn, trong vòng một năm, làm cho quân diệt ma có hơn trăm người đạt tới cảnh giới thần quân. Đối với việc này, Đường Tuấn cười rồi đồng ý. Bên ngoài chỗ ở của mình, Đường Tuấn phát hiện Nam Trang đang chờ anh. Bác sĩ Đường Nam Trang cung kính nói Nhìn Nam Trang một cái, Đường Tuấn nói, vào đi. Tiến vào trong phòng, Nam Trang một lần nữa thay sư muội của mình bày tỏ lời xin lỗi với Đường Tuấn. Sau đó, Nam Trang trầm ngâm hồi lâu, mới chậm rãi nói, "Bác sĩ Đường, anh có nghe qua Thiên Quân Chi Mộ không?" Sắc mặt Đường Tuấn biến đổi. "Làm sao anh có thể không biết Thiên Quân Chi Mộ chứ, địa cầu chính là bởi vì Thiên Quân Chi Mộ mới rơi vào tình cảnh hiện giờ." Không chỉ như thế, trong tay anh còn có một góc bản đồ Thiên Quân Chi Mộ. Nhìn thấy biểu cảm của Đường Tuấn, nam trang nói tiếp, "Kỳ thật, tôi và sư muội đến từ nghịch loạn Thiên cung của Tinh vực Huyền Tổ, sư phụ của tôi chính là cung chủ nghịch loạn." Nghe được tên cung chủ nghịch loạn, đường tuấn nhướng mày. Cung chủ nghịch loạn, chính là cường giả xếp hạng top 20 thần quân bảng. Nếu sư phụ anh là cung chủ nghịch loạn, vì sao các người còn muốn gia nhập quân diệt ma? Đường Tuấn khó hiểu nói. Như mấy tên đạo nhất, Ngao Vấn Thiên có bối cảnh lớn này, đều có truyền thừa cùng cơ duyên của mình, bọn họ sẽ không gia nhập quân diệt ma. chương 3313 tôi hứa với anh. Hơn nữa với tư cách là học trò của cung chủ nghịch loạn, thì thiên phú của Nam Trang và quân tuyết mãn cũng thật sự quá kém. Trong mắt Nam Trang bỗng nhiên lộ ra vẻ hung ác, nói, sư phụ của tôi đã chết rồi, tôi cùng sư muội vì tránh hỏa, nên đã tước đi công pháp sư phụ truyền thụ, gân cốt cũng bị thương theo. Trong lúc vô tình sư phụ tôi biết được một chút tin tức về thiên quân chi mộ, sau khi ông ta truyền về tin tức này, ngọc bài sinh mệnh đã vỡ vụn sau đó nghịch loạn thiên cung tôi cũng gặp phải một kiếp nạn lớn, rồi bị hủy trong chốc lát. Anh ta bình tĩnh nhìn Đường Tuấn, nói, bác sĩ Đường, tôi biết anh đến từ địa cầu, anh so với tôi càng cần cơ duyên như thiên quân chi mộ hơn. Tôi có thể cho anh biết tin tức, nhưng tôi có một điều kiện. Đường Tuấn nói, nói một chút xem. Nam Trang quỳ xuống, trầm giọng nói, cầu xin bác sĩ Đường che chở cho tôi cùng sư muội Đường Tuấn nói, các người ở trong quân diệt ma, ai dám động đến các người chứ? Nam Trang lắc đầu, nói quân diệt ma cũng không thực sự an toàn. Tôi nghi ngờ người giết sư phụ tôi cùng hủy diệt nghịch loạn thiên cung, rất có thể cũng có liên quan đến quân diệt ma. So với quân diệt ma quân, tôi càng tin tưởng bác sĩ đường hơn. Bởi vì chúng ta có chung kẻ thù. Sau khi nói xong, ánh mắt Nam Trang gắt gao nhìn chầm chầm đường Tuấn hôm nay anh ta tới tìm đường Tuấn, chính là một trận đánh cực lớn. Được rồi, tôi hứa với anh. Trầm mặc hồi lâu, đường Tuấn mới nói. Máu nhuộm trường Hà Thiên mộ mở. Vẻ mặt Nam Trang vô cùng nghiêm trọng, nói, sư phụ truyền về chính là những lời này. Máu nhuộm trường Hà Thiên mộ mở. Đường Tuấn lặp đi lặp lại một lần nữa. Những lời này có chút huyền ảo, thiên mộ hẳn là mộ của thiên quân, nhưng máu nhuộm trường hà là chỉ cái gì? Lượng tin tức ẩn giấu rất lớn, Đường Tuấn chỉ có thể ghi nhớ, đợi đến ngày sau có cơ hội tiến hành nghiên cứu. Một khoảng thời gian kế tiếp, Đường Tuấn ở trong quân Diệt Ma, anh vừa huấn luyện vừa tu luyện. chương 3314 không ít người ồn ào. Bây giờ tân binh huấn luyện ở không gian này đã có gần 1.000 người, nếu mỗi người đều dựa theo cách châm cứu cho Nam Trang lúc trước thì Đường Tuấn không cần phải làm gì khác nữa. Hiện giờ Quân Tuyết mãn đã là nửa bước thần quân, nhưng cô ta lại không chút vui vẻ. Toàn bộ người của quân diệt ma dường như đều đối đãi với cô ta như kẻ ngốc. Sau khi Đường Tuấn chính thức tiếp nhận huấn luyện quân diệt ma, hiệu quả châm cứu của Đường Tuấn lập tức thể hiện ra. Tỷ lệ tử vong giảm xuống còn chưa đến 40%, dường như đều sắp đuổi kịp trình độ Tô Không Du trước đó. Điều này khiến Cổ Linh Vương và tướng quân Phong mừng rỡ quá đỗi. Ngoại trừ tỷ lệ tử vong giảm xuống rất lớn, sau khi quân diệt ma trải qua châm cứu của đường Tuấn, càng dễ bộc phát ra tiềm lực đáng sợ trong hoàn cảnh khó khăn, tu vi tăng lên nhanh chóng, hơn nữa không có di chứng. Thời gian đường Tuấn trở thành bác sĩ chỉ đạo dù chưa đến một tháng, nhưng uy vọng trong quân diệt ma đã so sánh được với cổ linh vương và tướng quân phong, thậm chí còn hơn. Đến lúc này, quân tuyết mãn mới ý thức được cơ hội châm cứu lúc trước đường Tuấn cho bọn họ quý giá đến cỡ nào, Tuyệt đối là cơ duyên siêu to khổng lồ. Nhưng bởi vì cô ta nhất thời nản lòng, nên bản thân đã buông bỏ. Sau khi châm cứu xong, Đường Tuấn đứng bên cạnh sân huấn luyện nhìn các tân binh tập luyện, đồng thời cũng quan sát tình hình thân thể bọn họ. Bác sĩ Đường, anh vẫn luôn đứng đó nhìn là có ý gì, hay là xuống đùa với tôi một chút? Lúc này, có người hét lên trong sân tập. Người hét lên chính là Giang Thành hôm đó sau khi anh ta bị nam trang đánh bại đường tuấn lần nữa điều trị thân thể cho anh ta đã giảm thiểu tổn thương thân thể do viên lâu lan tạo ra đến mức thấp nhất hiện giờ khí tức giang thành dần dần vững chắc vẫn xếp tóp đầu trong tân binh hiện giờ người đứng đầu trong tân binh đã là nam trang nửa tháng châm cứu đường tuấn đã mang lại lợi ích to lớn cho nam trang phối hợp với các loại bảo vật của quân diệt ma tu vi nam trang đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ tu vi tiến cảnh này khiến không biết bao nhiêu quân diệt ma đỏ mắt không thôi. Đúng vậy bác sĩ đường, xuống đây. Không ít người ồn ào. Đường Tuấn cười diễu. Sau khi quen với quân diệt ma, anh cũng có hiểu biết sâu sắc hơn về những người này. Mặc dù người của quân diệt ma ở bên ngoài đều được xem là thiên tài, nhưng sau khi bọn họ tán thành y thuật của Đường Tuấn cũng không có bao nhiêu giá trị nữa. Trường 3315 Bác sĩ Đường, nên nhận thua thì nhận thua. Đúng vậy. Không sai. Đường Tuấn bay đến sân huấn luyện, hỏi, vậy các người định chơi như thế nào? Ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, Giang Thành nói, bác sĩ Đường, hai chúng ta đấu với nhau đi. Nếu như tôi không cẩn thận thắng anh, vậy anh phải đồng ý châm cứu cho tôi một lần, đương nhiên bảo vật tôi sẽ bỏ ra. Đường Tuấn hiểu rõ, thì ra đây mới là mục đích của bọn họ. Anh cười nói, "Được thôi." "Nhưng nếu anh thua thì sao?" Giang Thành suy nghĩ một lát, nói, "Vậy tôi sẽ tập luyện gấp bội." "Được." Đường Tuấn cười đồng ý. Anh cũng muốn thử một chút tu vi hiện giờ của mình. Trong khoảng thời gian ở trong Quân Diệt Ma, tu vi của anh tiến cảnh cũng khá nhanh, hiện giờ đã đạt tới cảnh giới thần quân trung kỳ. Chỉ là vì nguyên nhân đan hoàn thần bí trong cơ thể anh nên người ngoài không cảm ứng được khí thức mạnh yếu của anh cho rằng anh vẫn chỉ là cảnh giới thần quân sơ kỳ đây cũng là điều khiến giang thành dám chủ động khiêu chiến nhìn thấy đường tuấn đồng ý mọi người quân diệt ma lập tức vui mừng giang thành anh xuống tay nhẹ chút nếu làm bác sĩ đường bị thương không thể châm cứu cho chúng tôi xem chúng tôi không vây đánh anh bác sĩ đường nên nhận thua thì nhận thua anh chỉ là bác sĩ thua chúng tôi không mất mặt đâu nam trang ở bên cạnh nghe được những lời này không khỏi thầm lắc đầu ai cho những người này tự tin đó vậy bởi vì quân diệt ma sư phong bế huấn luyện nên trước khi huấn luyện chấm dứt tân binh sẽ không biết được mấy tin tức bên ngoài cho nên mấy người giang thành cũng không biết chuyện đường tuấn đánh bại đông cực lão tổ nhưng nam trang gia nhập không lâu nên vẫn biết một chút được rồi bắt đầu đi đường tuấn cười cười bác sĩ đường cẩn thận vẻ mặt Giang Thành thu liếm, không còn sắc mặt cười đùa như trước nữa. Âm một tiếng, thân hình Giang Thành hóa thành một tàn ảnh đánh về phía đường Tuấn, đập ra hai quyền. Trên nắm đấm có khí lưu màu vàng huyền ảo cuốn quanh khiến người ta có cảm giác vô cùng trầm trọng. Đó chính là quyền pháp huấn luyện khai sơn quyền của quân Diệt Ma, một quyền có thể đánh vỡ núi. Âm thanh giống như núi lở sóng thần nổ tung. Trường 3316 đây tuyệt đối là báo thù hai quyền của Giang Thành bị bàn tay đường Tuấn chặn lại, phát ra âm thanh nặng nề. Lúc này một quyền khai sơn cũng không thể bước lùi thân hình đường Tuấn. Hả? Giang Thành nhướng mày, hai quyền vừa rồi của anh ta chưa sử dụng toàn lực. Nhưng lúc này anh ta mới phát hiện thực lực đường Tuấn mạnh hơn tưởng tượng của anh ta rất nhiều, hơi khác với thần y sư yếu đuối trong tưởng tượng của anh ta. Vì có được một cơ hội châm cứu, liều mạng đây giang thành không kịp suy nghĩ nhiều hét nhẹ một tiếng sức mạnh cuồng bạo mở ra toàn bộ cho dù thật sự không cẩn thận làm bác sĩ đường bị thương cùng lắm thì chủ động nhận sai đổi lấy một lần cơ hội châm cứu rất đáng giá nhưng anh ta vừa nghĩ đến đây đã nghe thấy giọng của đường tuấn vang lên ra tay với tôi còn dám suy nghĩ lung tung bột một tiếng cả người giang thành bị quạt bay ra ngoài giang thành ngây ra tại chỗ Vẻ mặt không thể tin nhìn lấy Đường Tuấn. Đường Tuấn không hề dịch chuyển bước chân, hơn nữa từ đầu đến cuối chỉ dùng một tay. Ưng ừ, ực. Ừ. Giang Thành không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, dường như bản thân đã đánh giá thấp năng lực của bác sĩ Đường này. Những người khác cũng nghĩ đến điều này. Đường Tuấn cười ha ha nhìn Giang Thành, nói: "Tăng tập luyện gấp đôi, đừng quên đó." Giang Thành há miệng, vẻ mặt sầu khổ đây chẳng phải là bản thân tự đào hố rồi nhảy vào sao. Phải biết rằng huấn luyện của quân diệt ma là dựa theo tình hình bản thân của mỗi người mà có, nếu như tăng tập luyện gấp đôi thì có thể lấy luôn nửa cái mạng của Giang Thành rồi. Đường Tuấn nói, tôi cũng vì tốt cho anh thôi. Mặc dù thương thế trong cơ thể anh đã giảm không ít, nhưng vẫn có chút phù phiếm, tập luyện nhiều chút mới có lợi đối với anh. Đợi khí thức anh trầm ổn, nói không chừng có thể đánh bại tôi nhìn thấy nụ cười của Đường Tuấn, Giang Thành và mấy tân binh quân diệt ma khác đều cảm thấy run rẩy. Đây tuyệt đối là báo thù. Còn có đợi khí thức trầm ổn thì có thể đánh bại là lời quỷ quái gì vậy? Một tay đánh bay Giang Thành, hơn nữa còn không chút biểu cảm, dường như đang nói với người khác là tôi chưa dùng hết sức. Chương 3317 đã có tin tức chưa? Trong lòng Đường Tuấn không khỏi lóe lên ý niệm đó. Vẻ mặt tướng quân phong bi thương, vô cùng đau đớn tuyên bố, quân diệt ma thời gian trước đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ bị diệt toàn quân. Sao có thể? Thân thể mọi người quân diệt ma phía dưới đều chấn động, trong mắt đều không thể tin được. Trong đội ngũ quân diệt ma đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ có 20 thần quân, 50 nửa bước thần quân, trăm người động hư cảnh đỉnh phong. Đội ngũ mạnh như vậy lại chết toàn bộ, ai có năng lực làm được như vậy chứ? không ít người trong quân diệt ma đều khóc thành tiếng, những quân diệt ma đã chết đó có không ít người là sư huynh sư tỷ của bọn họ, thậm chí còn có bạn đời. Chúng ta chuẩn bị tuyển chọn ba chi đội xử lý chuyện này, các người trở về chuẩn bị chút đi. Trấn an tâm trạng mọi người một lúc, sắc mặt tướng quân phong trầm xuống, lần nữa tuyên bố một tin tức. Sau khi mọi người rời đi, cũng chỉ còn lại cổ linh vương, tướng quân phong và đường tuấn. Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Tuấn cũng rất kinh ngạc, chỉ cần không vào chiến trường kỷ nguyên của thần quân, thì sức mạnh mạnh mẽ như quân diệt ma muốn diệt sạch toàn quân cũng khó. Là người của cổ ma nhất tộc ra tay. Tướng quân phong hạ giọng nói. Ông ta thở dài, nói, mặc dù tôn giả cổ ma nhất tộc đã đạt thành minh ước nào đó với kỷ nguyên chúng ta, không thể tùy ý tiến vào kỷ nguyên chúng ta. Nhưng vẫn còn một số người bỏ qua minh ước. Trong chiến trường kỷ nguyên vừa truyền tin, có một tiểu đội thần quân cổ ma tộc rời khỏi chiến trường kỳ nguyên, tìm mấy thể chất đặc thù, muốn tiến hành đoạt xá đặc thù. Đội ngũ quân diệt ma đó đã đụng phải bọn họ. Theo như suy đoán, trong đội ngũ cổ ma tộc có một thần quân có chiến lực có thể so sánh với top 3 thần quân bảng. Nói xong lời cuối, vẻ mặt tướng quân phong ngưng trọng đến cực điểm. Có chiến lực có thể so sánh với top 3 thần quân bảng, đó là tồn tại ngay cả ông ta cũng không thể địch lại. Tướng quân phong hạ giọng nói, trong chiến trường kỳ nguyên đã truyền tin, để quân diệt ma đi tìm tung tích của bọn họ, ngăn chặn hành động của bọn họ. Nếu không một khi để bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Cổ Linh Vương nói, đã có tin tức chưa? Tướng quân phong khẽ gật đầu, nói tôi căn cứ vào mấy tình báo và suy đoán, đã khoanh ra ba nơi mà cổ ma tộc có thể xuất hiện, theo thứ tự là Khe Phong Ma, Đỉnh Lan Gia và Biển Tử Tịch chương 3318 tôi đồng ý. Sắc mặt đường Tuấn thay đổi, ba nơi này luận tính nguy hiểm còn đáng sợ hơn cả táng tinh cổ địa mà anh từng đi qua. Khe phong ma là nơi mà cổ ma tộc đã tử chiến với cường giả kỳ nguyên này từ rất lâu trước kia. Trận chiến đó, hai bên với gần trăm thần quân cũng không thể chạy thoát. Đỉnh lang gia nằm ở tầng cực thượng của Trung ương Tinh Hải, có lời đồn không gian nơi đó vô tận. Biển tử tịch được ghi chép rất mơ hồ, nhưng có một câu nói lưu truyền cho đến nay một khi vào biển tử tịch thì thần quân cũng không ra ngoài được theo truyền thuyết thậm chí có tôn giả hóa thân tiến vào biển tử tịch nhưng lại không thể đi ra ngoài tôi với cổ linh vương chỉ có thể đến một nơi nơi khác chúng tôi phiền bác sĩ đường đi xem một chút suy nghĩ một lúc tướng quân phong nói cổ linh vương thay đổi sắc mặt giận dữ nói phong vô tâm quân diệt ma vất vả mới có được một bác sĩ thích hợp chỉ đạo. Ông quên mất trường hợp của bác sĩ Tô rồi sao? Thực lực của bác sĩ đừng còn kém hơn cả ông và tôi, chứ đừng nói là đấu với thần quân cổ ma tộc kia, lỡ như bọn họ gặp nhau thì ông có thể gánh hậu quả không? Tướng quân phong lại khẽ thở dài, nói, đương nhiên tôi biết, nhưng chúng ta không có lựa chọn. Hiện giờ trong quân diệt ma chỉ có thực lực của ông với tôi là đủ, còn về thực lực của những người khác còn không bằng bác sĩ Đường. Ông yên tâm, nếu bác sĩ Đường đồng ý thì tôi sẽ để cậu ấy đến nơi an toàn nhất. Hơn nữa điều chúng ta phải làm chỉ là tìm kiếm tung tích cổ ma tộc, không cần ra tay. Ông ta bình tĩnh nhìn Đường Tuấn, vẻ mặt mang theo tia ái náy. Cổ Linh Vương cũng nhìn Đường Tuấn, nói: "Bác sĩ Đường, chuyện này cậu tự xem rồi làm." Cậu vừa mới tới quân diệt ma không lâu, hơn nữa còn là bác sĩ chỉ đạo, sắp xếp nhiệm vụ nguy hiểm như vậy cho cậu, cậu có thể từ chối. Đường Tuấn suy nghĩ một lúc, nói tôi đồng ý. Hiện tại anh cũng biết đạo nhất và Ngao Vấn Thiên đã tiến vào trong chiến trường kỷ nguyên tôi luyện. Anh vốn cũng có ý tiến vào chiến trường kỷ nguyên, nhưng vì chuyện trái đất luôn trì hoãn. Mà hiện tại nhiệm vụ này vừa hay có thể để anh có cơ hội tìm hiểu thêm chút về chiến trường kỷ nguyên. Tướng quân phong hành lễ với đường Tuấn, nói tôi cảm ơn bác sĩ đường thay cho quân diệt ma. Đình lang ra và biển tử tịch nguy hiểm hơn khe phong ma nhiều, hãy để tôi và cổ linh vương đi thăm dò. chương 3319 đám đông không hiểu. Khe phong ma sẽ giao cho bác sĩ đường, nếu bác sĩ đường phát hiện có gì đó không ổn, hãy lập tức thông báo cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chạy đến trợ giúp trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ đường nhất định không được miễn cưỡng. Tướng quân Phong suy nghĩ một lúc, rồi tiến hành phân chia địa điểm. Đường Tuấn không có ý kiến, hiện tại mặc dù anh là cảnh giới thần quân trung kỳ, nhưng thực lực đúng là không mạnh hơn Cổ Linh Vương và Tướng quân Phong bao nhiêu, nên không cần phải nổi bật vào lúc này. Cuối cùng, Đường Tuấn đến khe Phong Ma, Tướng quân Phong đến đỉnh Lang Gia, Cổ Linh Vương đến biển Tử Tịch. Đương nhiên, chỉ là thăm dò ngoại vi biển Tử Tịch nếu thật sự muốn xâm nhập thì nơi đó là nơi đáng sợ được xưng ngay cả tôn giả cũng có thể chôn cất. Ba người họ ấn định thời gian, quyết định hai ngày sau xuất phát. Mà lúc này, tại một nơi hỗn loạn trong thời không, mười mấy bóng đen đột ngột xuất hiện, bóng dáng bọn họ phiêu giật dường như không có hình thể thật sự. Đại ma thần, chúng ta đã bắt được hơn 10 người có thể chất đặc thù, còn tiêu diệt một chi đội quân diệt ma. Tôi nghĩ chúng ta nên trở về nếu chúng ta ở lại lâu hơn, tôi sợ họ sẽ vây bắt chúng ta. Đông đảo bóng dáng màu đen đều chỉ cao 2-3 mét, chỉ có một bóng dáng gần 10 mét tản ra khí tức đáng sợ. Trong giọng điệu của lão ta mang theo sự khinh thường, nói, sợ cái gì? Chỉ cần không xuất hiện biến thái như chu tước thần quân, thì chúng ta sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Quân diệt ma, hừ, nếu như bọn họ dám đến thì tôi sẽ nhân cơ hội tiêu diệt một chi đội của bọn họ, tránh cho bọn họ không ngừng tìm kiếm chúng ta trong chiến trường kỷ nguyên. Có người hỏi, Đại Ma Thần, vậy tiếp theo chúng ta đi đâu? Theo như ghi chép, Khe Phong Ma, Đỉnh Lang Gia và Biển Tử Tịch đều có khả năng xuất hiện những thể chất đặc thù mà chúng ta muốn tìm. Đỉnh Lang Gia và Biển Tử Tịch có tỷ lệ cao hơn. Đại Ma Thần suy nghĩ một lúc, nói, đi Khe Phong Ma. Đám đông không hiểu, Đại ma thần cười diễu nói, e là rất nhiều người sẽ nghĩ tôi sẽ đến biển tử tịch hoặc là đỉnh lang gia. Chỉ là bọn họ không biết khe phong ma có ý nghĩa như thế nào với cổ ma nhất tộc chúng ta. Trường 3320 nơi này chính là khe phong ma. 10 thần quân, 20 nửa bước thần quân, còn có 70 động hư cảnh đỉnh phong. Đây chính là đội ngũ do đường tuấn dẫn dắt. Đội ngũ đường tuấn dẫn theo là yếu nhất trong ba đội ngũ, Cổ Linh Vương và tướng quân Phong nhất trí cho rằng xác suất Đường Tuấn gặp được cổ ma tộc là thấp nhất, nên dẫn theo nhiều người quá sẽ rất vướng víu. Để Đường Tuấn dẫn người đến khe Phong Ma, phần lớn chỉ là hành động bảo đảm. Không ngờ lần này cổ ma tộc lại xuất động đại ma thần. Trong lòng Đường Tuấn khẽ run lên. Ma thần của cổ ma tộc tương đương với cảnh giới thần quân trong thế giới người tu hành, mà đại ma thần lại là tồn tại vô địch trong ma thần tương đương với cường giả cấp bậc Chu Tước Thần Quân. Theo tin tức quân diệt ma đưa ra, đại ma thần của cổ ma tộc tổng cộng có 3 người, mà lần này xuất hiện trong thế giới người tu hành là một đại ma thần. Hy vọng đừng gặp được đại ma thần. Trong lòng Đường Tuấn thầm nghĩ. Thực lực hiện giờ của anh cách cấp bậc Chu Tước Thần Quân không ít, có lẽ đợi đến khi bước vào cảnh giới Thần Quân hậu kỳ mới có năng lực đánh nhau với lão ta. Nếu như gặp phải đối phương vào lúc này, chỉ sợ chỉ có thể chạy trốn. Bên ngoài tinh vực ngũ đại ở trung ương ngân hà còn có rất nhiều nơi được xưng là cấm địa, mà Khe Phong Ma chính là một trong số đó. Khe Phong Ma có chu vi khoảng 300 km, nghe nói dưới Khe Phong Ma là một mảng tối tăm âm u, tràn ngập khí tức chết chóc. Đã từng có gần trăm thần quân và ma thần quyết chiến ở đây, nhưng không có ai sống sót trở về. Sát khí sau khi thần quân và ma thần chết tràn ngập toàn bộ Khe Phong Ma khiến cho hệ số nguy hiểm của khe phong ma vốn vô cùng nguy hiểm lại tăng thêm mấy phần. Thời không của khe phong ma cực kỳ không ổn định, cho dù là thần quân đã lĩnh ngộ đại na di thần thông, ở trong khe phong ma cũng chỉ có thể phi hành từ từ. Đường Tuấn dẫn theo 100 binh sĩ quân diệt ma xuất hiện bên ngoài một không gian. Âm âm, hư không đều đang chấn động. Ngoài mấy vạn dặm truyền đến từng tiếng vang đáng sợ đinh tai nhức óc, một tòa cổ đại lục rộng lớn vô cùng lơ lửng trong hư không mênh mông và khí tức chết chóc cùng tồn tại khiến cho người ta khiếp sợ. Trên bầu trời cổ đại lục, một thác nước dài khoảng chừng mấy trăm km đang bốc lên giống như một tấm lụa trắng đang phủ xuống. Em mờ thanh khủng khiếp truyền đến từ thác nước này. Hơi nước nồng đậm bao phủ cổ đại lục này khiến cho người ta chỉ có thể nhìn thấy một góc của cổ đại lục, không cách nào nhìn được toàn cảnh. Nơi này chính là khe phong ma ánh mắt đường Tuấn ngưng trọng nhìn khe phong ma, dừng tại chỗ. Binh lính quân diệt ma phía sau anh cũng dừng chân không tiến lên, ánh mắt hơi sợ hãi nhìn cảnh tượng đáng sợ trong khe phong ma. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 179